Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập nhìn đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước về số phận con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, may mắn ngập trời, tiền về tới tấp, giàu lên bất ngờ, cả làng thán phục. Kính thưa quý vị và các bạn, và đặc biệt là quý bạn tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, quý vị và các bạn à, Minh Đường Tử Vi thấy, bất kể ai trong chúng ta kể từ khi sinh ra trên cõi đời này, cũng đều phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, đắng, cay, ngọt, bùi, từ những khốn khổ cùng cực cho tới những lúc hạnh phúc, thăng hoa, cũng như người xưa vẫn thường nói rằng qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Không có ai giàu ba họ cả đâu, mà cũng chẳng có ai khó ba đời, mọi khó khăn bão tố, nghèo đói khổ sở rồi sẽ qua đi. Chỉ cần Ất Tỵ nỗ lực không từ bỏ hy vọng thì ắt sẽ thu lại được những chiến lợi phẩm bất ngờ. Còn nhớ chứ, Ất Tỵ nhớ rằng thế gian có thể dạy ta rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà Ất Tỵ luôn tin rằng tiền chỉ là công cụ. Luôn tin rằng vật chất sẽ khiến sự nghèo khó trở nên dễ chịu hơn. Quý bạn không bằng lòng với sự vui mà thiếu tiền tài, mong Ất Tỵ tiếp tục chinh chiến sống với đúng khả năng và vẹn toàn cái thành tựu. Còn ai nghỉ hưu sớm, ai buông bỏ sớm, ai không tham lam gì đó, kệ họ, việc của mình là có tham vọng và nỗ lực vì nó mà thôi. Kính thưa quý vị, thế giới này vốn rất công bằng đó, nó là một công thức cho đi và nhận lại. Ất Tỵ đổ bao nhiêu máu, Ất Tỵ chảy bao nhiêu mồ hôi, Ất Tỵ cống hiến bao nhiêu máu lửa và nhiệt huyết thì tương ứng Ất Tỵ có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quả ngọt. Và theo như luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý vị và các bạn Ất Tỵ sinh năm 1965 và đặc biệt trong thời điểm từ mai cho đến hết tháng 4 âm, quý vị và các bạn sẽ được lợi từ phúc tinh lộc tinh và có quý nhân xuất hiện để nâng đỡ. Chính vì thế, Minh Đường Tử Vi thấy đây sẽ là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh vượng. Tổ tiên sẽ cứu âm độ dương phê chữ đỏ, bỏ chữ đen mà ban cho tài, cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý bạn mà biết nắm bắt thời cơ này thì từ mai cho đến hết tháng tư âm, quý bạn không phải nghĩ tiền sẽ vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Phàm là chuyện trên đời muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và nay, chính thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết về nội dung. Thầy Tử Vi xem luận giải trước về số phận con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch. May mắn ngập trời, tiền về tới tấp, giàu lên bất ngờ, cả làng thán phục, ngay sau đây nhé! Kính thưa quý vị và các bạn Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, có người bảo chữ Ất tức số 5 là Ất trong Ất ơ. Cái gì cũng không đâu vào đâu, có như không có, được tiếng không được miếng, được danh không được lợi. Đôi khi cả tiếng cả miếng đều như không, lúc lại còn hàm oan, lúc khi lại còn chịu tai bay vạ gió, lại có người bảo chữ Ất đứng ở giữa từ 0 đến 9. Nó đại diện cho vô hạn khả năng, cũng tượng trưng cho sự bình an nhàn tại, nhưng vì ở giữa nên tiến có thể thành công, lui có thể bại lụi, vô tận khả năng cũng tức không hoàn toàn ổn định đường đời, trắc trở, xuống chó lại lên voi, lẽ dĩ nhiên là một con số không thể quyết định toàn bộ cuộc đời. Một chút quan niệm tâm linh chẳng thể định đoạt toàn cuộc chơi, nhưng mà hiểu một chút về sự vận hành của vận số lại giúp chúng ta thấu hiểu hơn nó về cách vận hành của thiên thời và địa lợi, thấm hơn cách nhìn nhận về bản tâm để Ất Tỵ sinh năm 1965 có thể đưa ra những lựa chọn thông thái hoặc ứng phó với toàn bộ họa hại, tai ương cõi đời này. Lắm lúc nhọc nhằn mà chẳng ai buồn quan tâm, ai tô cũng chỉ là một người lạ qua đường, nhưng thực sự nếu có thể, mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với quý vị và các bạn.
Và đừng quên giữ lại cái ban sơ trong thiện tâm của chính mình quý vị và các bạn nhé. Quên đi hết đi và hãy coi như ngày hôm nay. Quý vị và các bạn lại bước lại từ đầu, có được không? Lại đây nào, cho mình nhau thêm một chút, cười lên nào cho vui vẻ, hân hoan. Cổ nhân quan niệm rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, để thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng chỉ vì tính cách phô trương, tham lam, hà mễ, tiểu sóc mà giàu trước, khổ sau, thời trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Theo luận giải mới nhất về cuộc đời tuổi Ất Tỵ, các bậc thầy tử vi luận giải rằng được gọi là rắn rời hang, những người sinh năm Ất Tỵ họ hay phải đi xa, sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đa số Ất Tỵ có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ trong giai đoạn đầu đời, điều may mắn này có khi thành ra không hay, vì là với những Ất Tỵ quen với tuổi thơ được chiều chuộng, thường sinh ra tính ỷ lại, lười lao động, thích được chiều chuộng, đến trung vận, thời gian tự thân lập thân thì bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải thích ứng với cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảng thời gian để thích nghi, sau đó thì họ vẫn được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống bên cạnh nỗ lực của mình. Ngược lại, thì người Ất Tỵ đã từng chịu cảnh nghèo nàn khi còn trẻ, thì trung vận sẽ bắt đầu sáng sủa vì là họ đã sớm rèn luyện được ý chí kiên cường. Xuất hiện là vậy, nên đường tình cảm của Ất Tỵ không mấy thuận lợi, một khi đã theo đuổi ai họ sẽ theo đuổi đến cùng, nhưng không lộ liễu. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ xinh đẹp, trung thủy và là người phụ nữ đúng chuẩn gia đình, đàn ông tuổi Ất Tỵ lại hơi dơ, chư mạng phú đăng hỏa lửa đèn to, chịu được xương gió, nên cần gắn mình trong một tập thể mới có nhiều năng lượng hành động, không gian sống và làm việc cần tiếp xúc nhiều ánh sáng mặt trời để có nhiều sinh khí. Xem tử vi thấy rằng, Ất Tỵ 1965 họ sẽ có cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ, nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an, khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân. Đến hậu vận mới được thảnh thơi, dễ chịu, những người này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 85 tuổi. Nếu sống hiền lương, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời của quý vị và các bạn Ất Tỵ là vào các năm 27, 35, 47 và 53 tuổi. Mọi việc cần hết sức cẩn thận vào những năm này. Đề phòng tai họa ập đến bất ngờ, hay ốm đau, bệnh tật, hao tiền, tốn của, mọi chuyện gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Vì vậy những dự định lớn hay những ý tưởng mới, Ất Tỵ nên để dành sang các năm khác để thực hiện, sẽ thu được thành quả như mong đợi. Nhưng đã vượt qua thời kỳ khó khăn đó, công việc, sự nghiệp và tình duyên của quý vị và các bạn Ất Tỵ, Minh Đường Tử Vi thấy quý bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn và làm việc gì cũng được như ý muốn. Quý vị và các bạn đang xem nội dung, Thầy Tử Vi xem luận giải trước về số phận con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch. May mắn ngập trời, tiền về tới tấp, giàu lên bất ngờ, cả làng thán phục. Theo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ cho thấy, vận trình của quý bạn có tốt, có xấu trong tháng này, Ất Tỵ cần sẵn sàng tinh thần, nắm bắt các cơ hội và chủ động trong việc giải quyết các rắc rối, như vậy mới chứng minh được bản thân, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Có nguyệt lệnh đế vượng soi chiếu, cho nên con đường sự nghiệp của quý bạn có dấu hiệu phát triển cực rõ rệt. Ất Tỵ 1965 lúc này hoàn toàn thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó và thậm chí là quý bạn còn là người dẫn đường cho cả tập thể. Hãy giữ vững phong độ của mình, Ất Tỵ có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc là được giao cho nhiều trọng trách. Phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc, những thành tích tốt trong công việc giúp Ất Tỵ nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng thậm chí có người còn được tăng lương, đảm bảo tương lai ổn định. Hơn nữa, với người làm kinh tế, Ất Tỵ khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, nên khách hàng ngày càng đông đúc, không sợ đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng, phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ, như vậy có lẽ Ất Tỵ quá bận rộn công việc, cho nên có phần thờ ơ với gia đình. Thêm vào đó, Ất Tỵ còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt nửa kia phải nghe theo, cho nên mối quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng. Tóm lại, trong tháng 4 âm lịch năm 2024, Ất Tỵ có vận trình tốt xấu đan xen. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, Ất Tỵ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí còn trở thành người dẫn đầu tập thể. Tài chính khởi sắc, nhận được nhiều khoản thưởng, tăng lương. Tuy nhiên, tình cảm không được suôn sẻ, Ất Tỵ thờ ơ với gia đình, đưa ra những yêu cầu vô lý, khiến mối quan hệ vợ chồng căng thẳng. Và sau đây, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý vị và các bạn luận giải tử vi về vận trình 2 tuần còn lại trong tháng 4 âm lịch của quý vị và các bạn Ất Tỵ diễn biến ra sao, cũng như cẩm nang vượng vận và cách hóa giải như thế nào
thì quý vị và các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé và đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé. Đầu tiên là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch năm 2024 cụ thể, chi tiết như sau. Theo luận giải tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm của con giáp tuổi Ất Tỵ thấy rằng vận trình công việc diễn ra đều đặn, yên ổn, nên Ất Tỵ không có gì phải lo nghĩ nhiều cả. Nhưng cũng có thể đó là vì Ất Tỵ không nhận ra có những sai sót nhỏ hiện tại chưa ảnh hưởng gì, nhưng lại là nguy cơ cho tương lai. Chúng ta đều biết đó là một thói quen xấu. Khi không quan tâm tới chi tiết, nhưng thật khó để từ bỏ, mọi người có thể bao dung cho Ất Tỵ một thời gian thôi, đừng để việc này lặp lại quá nhiều nhé. Nhân thời gian này, Ất Tỵ cũng có thể tự hỏi có điều gì mà quá khứ có thể dạy cho Ất Tỵ về tương lai không? Nếu có, quý bạn hãy cảm ơn chúng và tiếp tục sống thật tốt. Nếu có ai đó thành công hơn Ất Tỵ, thì chớ tỏ ra ghen tị với vận may của người khác. Nói lên rất nhiều điều về Ất Tỵ, nó bắt nguồn từ lòng tự trọng thấp và thiếu cảm giác hài lòng với chính mình. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ất Tỵ vẫn chưa thể tiến tới thời điểm rực rỡ, tiền bạc chưa thể dồi dào như mong muốn. Dù Ất Tỵ nỗ lực rất nhiều, thử nhìn lại xem Ất Tỵ có điều gì khiến mọi thứ đi chệch hướng. Trong tháng bát bạch bay về phương Đông Bắc, mang tới cơ hội phát tài lợi về điền sản. Nếu có những khoản đầu tư khôn ngoan từ trước đây, thì lúc này tiền tự đến không cầu cũng có. Cho nên không cần suy tính nhiều, nếu với những ai thấy mình không có những tiến triển về tài chính nào, thì Ất Tỵ cũng đừng vì thế mà ngồi đợi vận may. Ất Tỵ phải chủ động hơn và để tìm kiếm cơ hội của mình. Cho dù hiện tại Ất Tỵ không thấy thay đổi, nhưng có thể chúng rất nhỏ và cần thời gian đủ để tiến xa hơn trong tương lai. Tuần thứ 3 trong tháng 4 âm này, Minh Đường tử vi thấy nếu cho vay một khoản nhỏ để giúp đỡ ai đó là việc cần thiết phải làm, thì Ất Tỵ cố gắng hỗ trợ họ nhé. Nhưng việc gì quá sức thì không nên ôm đồm nếu không muốn tự rước họa vào thân. Những vấn đề của Ất Tỵ ở tuần thứ 3 này có thể bị ảnh hưởng bởi việc sự nghiệp không thành công, chia tay, ly hôn, một người thân thiết qua đời, hay sự chán nản và đau buồn thường để lại những dấu ấn sâu sắc và sẽ khiến Ất Tỵ khó tiến tới trong tình cảm vì cứ mãi đắm chìm trong nó. Ất Tỵ phải tự tìm cách thoát ra khỏi mớ bong bóng đó để tìm lại tâm trạng cân bằng cho mình trước khi muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Ất Tỵ nên tìm cách gói ghém lại quá khứ, chớ để chúng ảnh hưởng tới hiện tại của mình đấy nhé. Sức khỏe của quý bạn không có vấn đề gì lớn trong tuần thứ 3 này, nhưng Ất Tỵ nên lưu tâm hơn các vấn đề liên quan tới mắt, đừng quên thường xuyên vệ sinh mắt cẩn thận bằng dung dịch riêng. Nhất là khi Ất Tỵ thường xuyên ngồi máy tính hơn 8 tiếng mỗi ngày, để dùng mỗi ngày giúp cải thiện thị lực và hạn chế việc bị cận thị vì mắt quá yếu nhé. Tóm lại, tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ cho thấy công việc diễn ra ổn định, nhưng Ất Tỵ cần chú ý đến những sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến tương lai, tài lộc thì chưa được như mong muốn dù Ất Tỵ đã rất nỗ lực. Nếu có những khoản đầu tư khôn ngoan từ trước, thì lúc này tiền sẽ tự đến, Ất Tỵ nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội cho mình. Về tình cảm, Ất Tỵ nên thoát khỏi những vấn đề trong quá khứ để tiến tới những mối quan hệ mới. Sức khỏe của Ất Tỵ nhìn chung ổn định, nhưng cần lưu tâm đến các vấn đề về mắt, đặc biệt là khi thường xuyên sử dụng máy tính. Và quý nhân là Mão và Sửu. Tiểu nhân là Thân và Mùi. Màu sắc may mắn là đỏ và trắng. Con số may mắn là số 88 và 36, 92. Cuối cùng là tử vi tuần thứ 4 trong tháng 4 âm lịch cụ thể chi tiết như sau. Tử vi sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ tuần cuối tháng 4 âm cho thấy đây sẽ là thời điểm bùng nổ của những chú rắn. Nguyệt lệnh ở đất đế vượng xuất hiện, chính vì thế con giáp này rất dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong tuần cuối tháng 4 âm. Khó tránh khỏi sự chọc phá của tiểu nhân khi mà Ất Tỵ bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng lóa. Tuy nhiên, với năng lực thực sự của mình, quý bạn dễ dàng đập tan những âm mưu của kẻ xấu bụng. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp này chính là chìa khóa thành công. Ất Tỵ không để mình dễ dàng bị đánh gục mà sẵn sàng chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Chính ấn cho thấy khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của quý bạn khá tốt trong tháng 2, quý nhân cũng sẽ ghé thăm. Nếu cần thiết thì hãy xin sự trợ giúp của quý nhân để giảm bớt những trở ngại trước mắt, cần tập trung làm việc, tránh để bản thân bị sao nhãng bởi những chuyện cá nhân. Muốn tăng hiệu quả công việc, chỉ có tập trung toàn bộ tâm trí trong khoảng thời gian làm việc mới cho Ất Tỵ kết quả như ý trong tuần cuối tháng 4 âm này. Vận trình tài lộc của tuổi Ất Tỵ khá bình ổn, những thành công trong công việc giúp Ất Tỵ có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được cấp trên khen thưởng. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc thì có vẻ thời điểm này quý bạn vẫn chưa có động thái gì rõ rệt. Cơ hội tăng lương, thăng chức có, nhưng cũng cần phải chờ đợi thêm một thời gian thì mới có được kết quả như Ất Tỵ mong đợi.
Trong thời gian này, những chú rắn nên chi tiêu tiết kiệm, chớ tiêu xài phung phí, vượt mức kiểm soát trong tuần cuối tháng 4 âm, có thiên cầu hung tinh rình rập. Quý bạn cũng cần phải tỉnh táo với những lời mời chào, kêu gọi đầu tư, kinh doanh hay những lời vay mượn tiền bạc, cẩn thận mà giao chứng cho ác, tiền đi là chẳng bao giờ trở lại. Xét về đường tình duyên của quý bạn trong tuần cuối tháng 4 âm có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của con giáp này và tuổi Ất Tỵ dường như không hài lòng lắm với những gì mình đang có. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tuần cuối tháng 4 âm này không có gì đáng ngại, chỉ là nếu Ất Tỵ căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều thì dễ mắc bệnh về tinh thần, khiến cho bản thân mệt mỏi thì hãy tìm thêm các thú vui cho mình, chịu khó ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, giải tỏa bớt những bức bách trong lòng. Cũng có thể tham gia các hoạt động đoàn, hội hoặc tập thể dục thể thao để có thể tăng thêm niềm vui sống. Tóm lại, tử vi tuần cuối tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ dự báo sự nghiệp bùng nổ, dễ đạt mục tiêu nhưng cũng gặp phải sự phá hoại của tiểu nhân. Vận trình tài lộc khá ổn định nhờ thu nhập từ công việc, tuy nhiên chưa có dấu hiệu tăng trưởng nhanh. Ất Tỵ lúc này nên chi tiêu tiết kiệm, tránh đầu tư kinh doanh hay cho vay mượn tiền bạc. Đường tình duyên có nhiều yếu tố tác động, khiến Ất Tỵ không hài lòng. Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng cần tránh căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều. Và quý nhân là Tuất và Thìn. Tiểu nhân là Hợi và Dần. Màu sắc may mắn là trắng và vàng. Con số may mắn là 69, 02, 41, 68. Vậy quý bạn Ất Tỵ cần phải làm gì để có được tài vận trong nửa sau của tháng 4 âm lịch này? Thì xin mời quý bạn hãy cùng chú ý lắng nghe nhé. Người tuổi Ất Tỵ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc làm ăn, nên trên thực tế, quý bạn có một nguồn tiền khá rủng rỉnh. Tuy nhiên, dù giàu có đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Còn nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác khi họ có ý kiến đóng góp. Quý bạn lúc này nên chăm chú lắng nghe. Quanh người tuổi Ất Tỵ luôn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể và tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Tỵ chứa đựng bí mật về vận thế của con giáp này. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 1 âm lịch, cuộc đời hanh thông, suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít. Mệnh cát tướng người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ, đạt thành công, sự nghiệp thịnh vượng. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 10 âm lịch, có cát nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền, có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lợi phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng, sầu muộn. Người tuổi Tỵ sinh ngày 17 âm lịch thì mệnh mang quan tinh nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn, người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi Tỵ sinh ngày 18 âm lịch, có gia vận thịnh vượng, tài lộc dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ, an lành, một đời an yên, tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi Tỵ sinh ngày 20 âm lịch, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, công thành danh tỏa xa gần, đều nổi tiếng, người có chức, có quyền, tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tỵ sinh ngày 23 âm lịch, thông minh, hiếu học, dũng cảm, can trường, có tài, có chí, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi Tỵ sinh ngày 25 âm lịch, thông minh, hiền năng, nhanh nhẹn, hoạt bát, là anh kiệt nhân tài hiếm, có nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa, phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi Tỵ sinh ngày 30 âm lịch, có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi thành đạt, vang danh, tài lộc thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Kính thưa quý cô bác, anh chị, đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp, trì tụng thần chú này nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng.
cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc. Đồng thời, có thể nhanh chóng tích quỹ phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa, thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, do thần chú Địa Tạng Bồ Tát có công đức vô lượng. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ. Sau khi niệm xong, nhớ hồi hướng công đức cho cha mẹ. Nếu mà quý bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, chán nản và những người thường xuyên gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng cầu nguyện. Kính gửi quý Phật tử, nếu quý vị thường xuyên trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện, quý vị sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân và có thể hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưởng để họ sớm được đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Trì chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị, và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ nội dung Thầy Tử Vi xem luận giải trước về số phận con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, may mắn ngập trời, tiền về tới tấp, giàu lên bất ngờ, cả làng thán phục, đến từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý vị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Ất Tỵ sinh năm 1965 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.